Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở khó Clam, rồi mở khó con token OPA mà trước đây chúng ta đã làm tham gia được thử nghiệm của Anrop OPA Swap này nha các bạn. Thì trước đây thì vào ngày 2 tháng 3 thì mình có gửi tới các bạn cái dự án là hướng dẫn là trade thử nghiệm để nhận token OPA này. Ở bài viết là K226 này. Thì hiện tại thì nó đã cho chúng ta claim. Nhưng mà hiện tại thì claim ấy thì các bạn sau khi các bạn claim được là các bạn không thể bán được luôn đâu. Mà sau khi các bạn claim được thì các bạn phải là mở thanh khoản rồi SLB rồi chúng ta farm con token này. Thì sau khi các bạn farm token đủ điều kiện á, thì nó cho chúng ta là mới được trade được cái con token OPA này chúng ta claim được nhé. Thì tóm lại thì mình nói luôn điều kiện của nó là sau khi các bạn claim 5 con token OPA xong ấy thì chúng ta cần phải là farm, chúng ta mở LB, nghĩa là mở thanh khoản ấy nhá. Thì trên ở cái kênh của mình thì video trước là một tháng trước này thì hướng dẫn trade thử nghiệm này, mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi. Thì đây là cái điều kiện của unlock OPA BF20 này, là con mỗi địa chỉ quý mà các bạn trước đây mà các bạn đã tham gia trade thử nghiệm trên mạng BSC á, thì bây giờ các bạn vào kiểm tra các bạn có được claim không nhá. Thì mỗi địa chỉ quý chỉ được claim 5 token thôi. Thì hiện tại thì giá của con OPA này đang là 7,45 đô cho một token. Thì 5 nhân 7,35 thì mỗi ạc tương đương là khoảng là 35 đô ấy. Thì có giá hôm qua là nó lên tới là gần 17 16 đô luôn các bạn. 15 16 đôi lận hôm qua ấy, mà hôm nay nó sập xuống đây rồi. Hôm qua anh em nào mà mua ở đây chắc đu đỉnh luôn rồi. Thì đây là cái điều kiện của cái dự án OPA Swap này, unlock này này. Thì mình xem sơ qua tí nhá. Thì nó yêu cầu để mở khó OPA thì sau khi các bạn claim xong á, mà để mở khó 5 token đó thì các bạn cần phải là đi tới vault, nghĩa là farm này, chuyển sang mạng BSC Binance Smart Chain á, kết nối với cái ví địa chỉ ví của các bạn. Sau đó thì các bạn claim. Thì sau khi các bạn claim xong thì các bạn cần phải mở thanh khoản để staking. Thì staking thì khoảng là 5 ngày đến 10 ngày là các bạn sẽ mở khó được hết là cái con là 5 token này. Và 5 đến 10 ngày thì các bạn có thể là được bán là 5 con token mà các bạn đã claim nhé. Thì nó nói là sau khi yêu cầu OPA phần thưởng sẽ hiển thị theo số tiền đã khó này, cần cung cấp thanh khoản OPA trên PancakeSwap này để mở khó OPA của bạn này. Thì mua OPA trên thị trường đã mở, nếu bạn có OPA đã mở khó hãy bỏ qua bước này. Ok, đây là cái contract của nó này. Ok, thì bây giờ mình đi vào hướng dẫn cho các bạn luôn nhé, đọc cái này hơi dài dòng quá. Ok, thì để mở thanh khoản thì đầu tiên thì các bạn phải cần vào cái sàn là OPA Swap của nó để chúng ta claim trước nhé. Còn các bạn muốn mở thanh khoản thì các bạn phải vào sàn PancakeSwap Swap để chúng ta mở thanh khoản rồi chúng ta mới start được nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Các bạn mở cái link là obaswap.com ra. Thì trên điện thoại thì nhiều nhiều bạn có nói là trên điện thoại là các bạn connect không được. Thì ở đây mình cũng không rõ. Đợi mình tí nhé, để mình connect với máy tính đã, cho các bạn xem thử là connect được không nhé. Ok, thì các bạn copy lại cái link ô phần dưới tả obaswap.com là sẹt swap này này. Sau đó các bạn mở cái ví MetaMask, cái ví MetaMask của các bạn ra, hoặc là cái ví là token Pocket nhé. Nhiều bạn là dùng ví trust là thì sẽ không được đâu, các bạn có thể là dùng chuỗi bảo mật bên ví trust, các bạn backup qua sang ví MetaMask hoặc là ví token Pocket này này, chúng ta sử dụng cái sàn OPA Swap này nhé. Ok, các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra, sau đó các bạn chuyển đổi sang mạng lưới đó là Binance Smart Chain giúp mình nhé, BSC Binance Smart Chain á. Nếu mà các bạn đã tích hợp rồi thì các bạn chọn nhé. Bạn nào chưa biết cách tích hợp mạng lưới lên ví MetaMask thì các bạn vào cái kênh của mình đã xem ở phần danh sách phát á, mình có hướng dẫn các bạn là tích hợp mạng lưới á. Mình cũng đã có nhiều video hướng dẫn rồi. Ok, thì sau khi các bạn chuyển đổi sang mạng lưới BSC xong thì các bạn chọn vào phần một trình duyệt đáp này này. Và mình thông báo luôn là hiện tại á, thì cái
Mình thông báo cho những anh em nào mà dùng iOS này, bạn nào này đang dùng iPhone á, thì ở bên WeChat Wallet á, hiện tại nó có thông báo á, là từ nay về sau thì cái mục DApp này nó sẽ xóa trên điện thoại iOS nhé, bạn lưu ý nhé. Thì các bạn muốn dùng DApp thì các bạn có thể là tải ví MetaMask về các bạn dùng, hoặc là ví Zoho Wallet ấy. Ok, thì sau đó các bạn dán cái sàn obswap.com của các bạn vào đây. Sau đó các bạn nút đi. Thì sau đó nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này này. Thì ở cái giao diện này thì tiếp theo đó thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch với mình. Không biết ở đây connect gì nữa. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào phần dấu hai gạch ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Sau đó các bạn chọn vào phần vault giúp mình. Phần vault này. Phần farm ấy, phần claim của mình ấy. Sau đó thì chúng ta connect wallet của chúng ta nhé. Các bạn ấn vào mục connect wallet này này. Ok. Sau đó thì các bạn chọn qua phần BSC nhé, Binance Smart Chain này này, các bạn chọn xuống đây nhé, cái logo Binance BNB này, các bạn chọn vào cái logo này. Đấy. Sau đó các bạn kích vào cái Connect MetaMask. Sau đó các bạn ấn vào nút kết nối Connect. Ok. Thì sau khi các bạn Connect xong thì các bạn kéo xuống đây. Thì ở phía dưới này nó sẽ có một là unlock là chúng ta được claim, thì những địa chỉ ví nào được claim thì sẽ được claim là 5 token này nhé. Và các bạn ấn một claim thôi. Và trên điện thoại thì các bạn cũng làm tương tự như trên máy tính của mình nhé. Đợi mình tí để mình connect cái đã. Chọn qua phần BC này, connect này. Connect với địa chỉ ví của chúng ta này. Đấy. Ok, tiếp theo đó thì các bạn nhấn vào một claim giúp mình. Claim. Ok, sau đó các bạn đồng ý. Trả một lượng phí nhỏ nữa các bạn. Ok, chúng ta trả một lượng phí nhé. Các bạn ấn nút xác nhận và các bạn đợi một tí để nó trên mạng lưới nó xác nhận phí của chúng ta xong thì nó sẽ cái ống này nó chạy xong là chúng ta claim thôi. Ok, thì sau khi các bạn claim xong thì nó hiện ra là xuất cát claim 5 token OBA là đã thành công rồi. Ok, tiếp theo đó thì nó sẽ hiện ra cái mục này này, cái mục KKLB này, thì chúng ta cần phải mở thanh khoản rồi chúng ta đem cái LB, chúng ta cần phải mở thanh khoản trên sàn PancakeSwap rồi chúng ta đem cái thanh khoản cái LB đó sang cái sàn obswap.com này, chúng ta start. Thì sau khi các bạn start khoảng là 5 đến 3 4 ngày đó thì cái con token OBA này thì nó mới mở khóa cho chúng ta nhé. Hiện tại sau khi các bạn claim xong á thì ở phần tuto này nó hiện lại 5 token OBA. Và ở dưới đây là locker là 5 này, nó lock này. Là nó không cho chúng ta là bán. Claim á thì các bạn đã claim được về quỹ rồi nhưng mà nó không cho chúng ta swap, có nghĩa là cái contract sau khi các bạn claim xong thì contract của bạn nó sẽ bị khóa đi, nó không cho chúng ta bán. À, bắt buộc bây giờ chúng ta cần là phải mở thanh khoản rồi đem cái thanh khoản LB đó sang cái sàn là OBA Swap này, chúng ta start vào đây nhá. Thì sau khi start khoảng là 5 đến 10 ngày á thì cái locker này này nó sẽ tự tự động mở khóa cho chúng ta. Chúng ta cứ ấn một claim này này thì nó sẽ tự động mở khóa cho chúng ta và chúng ta claim nó mở khóa 5 token này về cho chúng ta thôi. Là lúc đó thì chúng ta có thể là bán được cái 5 token này, thì giá trị hiện tại của nó là 743 đô, khoảng là 3637 đô gì đó. Ok, thì sau khi các bạn claim xong thì trên điện thoại các bạn vào sàn Link Bank KKSwap nhé. Thì cái hai cái link sàn này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Thì để SLB để mở thanh khoản thì các bạn vào phần Bank KKSwap. Nó bắt buộc chúng ta là cần phải mua nhé. Các bạn cần phải là thì để mở thanh khoản các bạn cần phải có BNB để làm phí này. Cái thứ hai đó là các bạn cần phải mua token OBA nhá. Các bạn cần phải mua token OBA. Ok. Thì bây giờ mình sẽ mua là trên PancakeSwap, các bạn chọn các bạn tìm cho mình là con token OBA giúp mình. OBA nó đã có sẵn lên đây rồi. Nếu mà nó không có contract thì các bạn có thể là dán cái contract của nó vào đây. Thì đã hiện sau khi các bạn claim xong rồi thì trên ví của các bạn nó cũng sẽ có 5 token luôn, nhưng mà mình là swap không có được nhá. Các bạn lưu ý nhá, swap là không có được. Thế này. Swap là nó sẽ báo lỗi thôi. Tại vì contract nó bị khó, nó bị lock rồi. Ok, thì để start, để mở thanh khoản thì các bạn cần phải mua, thì các bạn mua khoảng là 2 thôi. Thì 2 OBA tương đương là mười mấy đô các bạn, mười mấy đô ấy. Đợi mình liquid xem thử nó cho liquid bằng BNB không nha. BNB này, OBA thử xem thử nó có cho liquid không nhé.
Ok, như vậy là nó cho chúng ta là Lewis nhá. Nó cho chúng ta là Lewis OBA. Ok, như vậy là thì các bạn chúng ta còn phải swap này. Các bạn vào link ban kia swap, sau đó các bạn chọn một swap này này, chúng ta mua thêm khoảng là 2 token OBA nữa nhá. Để chúng ta mở thanh khoản. Ok, mua khoảng 2 đi. 2 là 17, hiện tại là 0.04, 0.03. Mình mua 3 đi. 0.07. Rồi. Hết trong rồi, lấy đâu mà phí để mà hay nữa. Thì các bạn có thể là dùng BUSD các bạn mua nhé. Bạn nào có USDT mạng BEP20 hoặc là BUSD thì các bạn có thể là mua OBA này. Thì các bạn lưu ý này. Thì để mở thanh khoản ấy. Để mở thanh khoản thì giữa token OBA, giữa số lượng token OBA, cái giá trị token OBA cần phải bằng giá trị USDT nhé. BUSD này. Ok. Thì ví dụ các bạn muốn mở thanh khoản 5 token OBA đi thì bắt buộc các bạn phải có 5 token OBA và 37 đô, 37,29, 37,4 này này nhá. Thì các bạn muốn mở thanh khoản thì hai số lượng giữa hai con này nó phải bằng nhau nhá. Giá trị của nó phải bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ swap sang con OBA đây, mình sẽ mua một lượng OBA nhỏ nhá. Mua khoảng 2 đi. 2.04 47 47 không biết đủ không nữa ta. Ok, chúng ta cần mua thôi, chúng ta cần mua một, các bạn mua 1.5 cũng được nhá. Mua 1.5 đây, chúng ta mua này, swap này. Chúng ta mở thanh khoản càng nhỏ thì tốc độ của chúng ta để claim, để là mở unlock cũng khá là lâu, 5 đến 10 ngày nha các bạn. Thì sau khi các bạn mua con token OBA này xong thì các bạn đợi một tí nhá, để cho nó lock, để cho mạng lưới nó xác nhận đó. Ok, mình mua xong rồi nè. Thì sau khi các bạn mua xong ấy, sau khi các bạn mua 1.5 hoặc là 2 token OBA xong ấy thì các bạn qua phần Ask Lewis này này nhá. Các bạn chọn phần một Lewis. Thì một cái bên swap này này. Sau đó chúng ta mở thanh khoản. Thì để mở thanh khoản thì các bạn ấn vào nút Add Liquid với mình. Thì ở trên đây các bạn muốn Add Liquid cặp nào thì ở đây các bạn muốn có BUSD thì các bạn chọn BUSD thôi. Còn ở đây mình đang có sẵn BNB thì mình sẽ chọn là BNB luôn. Còn ở dưới đây thì các bạn chọn OBA giúp mình nhé. Ủa sao nó chưa cộng cho mình ta? Đợi mình tới mình lót lại trang nhé. Lắc quá các bạn. Hiện tại con OBA này nó được audit bởi CFTX này. Thì con CFTX này cũng đã list trên con Bay rồi, trên con Bay rồi. Với lại gây swap này, Huobi này. Nhưng toàn những sàn lớn thôi. Khá là ngon. Mình mới mua mà sao nó không cộng trong đây ta? Đợi đợi mình tí nhá. Hình như là cái ôi biết ngay là fail mà. Để xem cái contract của con này thế nào nhá. Hình như là cái contract của cái con này là, để mình lấy contract của nó đã. Contract này đang bị khó cho nên mình swap không có được các bạn. Từ Victor của nó đâu rồi? Ok. Đợi mình tới. Rồi mình tìm cái contract của bên cái kia của con này cái đã. Biết ở đây nó có contract bên đây không nữa.
Ô, sao lại bị lỗi ta? Mình đúng rồi mà. 1.5. Để mình mua lại thử nha. Đúng với contract của nó rồi. Transaction confirm. Confirm rồi. Ok, mình mua được rồi nè. Hồi nãy do nó bị lắc các bạn. Đúng với contract của nó rồi. Ok, thì sau khi các bạn mua 1.5 hoặc là 2 xong thì các bạn qua phần Ask Liquid với mình nhé. Ok, thì bên phần Ask Liquid này, bên phần Live Liquid này, các bạn chọn vào phần Ask Liquid với mình. Các bạn ở phần Ask Liquid này. Ở trên thì các bạn chọn là BNB, các bạn nào có BUSD thì chọn là BUSD nhé. Còn ở dưới thì các bạn bắt buộc các bạn chọn phải chọn là OBA rồi. Ok, thì ở đây mình mới mua cái các bạn lưu ý này, cái số lượng mà 5 token chúng ta cần làm là chúng ta không thể mở liquid được nhé. Chỉ có những coin token mà các bạn vừa mua thì các bạn mới mở liquid được thôi nhé. Thì mình vừa mua là 1.5 cho nên mình sẽ điền dưới đây là 1.5 này. Đấy. Tương đương với giá trị BNB ở trên là 0,35 nhé. Các bạn nếu muốn mở liquid thì hai giá trị này nó phải bằng nhau nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào Approve OBA. Sau đó các bạn xác nhận. Phí rất là nhiều các bạn. Cờ làm cái 5 token thôi mà nó lằng nhằng quá. Mình định không làm video cái này đâu mà nhiều bạn yêu cầu, nhiều bạn không biết yêu cầu cho nên mình mới làm này nè. Ok, thì sau khi các bạn upload xong thì các bạn đợi một chút, nó sẽ hiện ra cái chữ là Shopee. Thì ở phần Shopee này thì các bạn ấn vào nút Shopee giúp mình nhé, chúng ta Ask Liquid. Ok, sau đó các bạn ấn vào nút Confirm Shopee. Chúng ta trả một lượng phí nhỏ nữa. Phí hoài luôn các bạn. Ok, thì sau khi các bạn trả Shopee xong thì các bạn trả phí xong thì các bạn đợi một lúc. Ok, như vậy là mình đã add liquid thành công rồi nè. Thì một nó sẽ hiện ra là cái pool của chúng ta đã mở liquid thành công nhé. Là chúng ta đã mở thành công cái liquid của chúng ta. Thì tiếp theo đó là các bạn cần làm cái gì? Thì hiện tại mình đang có cái 5 token này là 5 token của mình đang bị khó này. Còn mình vừa mới mở ra liquid, đó là một mình mới mua 1.5 để mở liquid. Thì sau khi các bạn mở liquid xong thì nó sẽ hiện ra cái pool như thế này nhé. Đây là phần trăm. Thì sau khi các bạn mở liquid xong thì các bạn quay trở lại với cái trang OBA Swap hồi nãy chúng ta cần làm nhé. Thì ở trong phần này, thì ở trong phần ở chỗ unlock OBA này, chỗ phần unlock OBA này, các bạn chọn chỗ phần này này, KKLB này, các bạn chọn vào phần Start giúp mình. GasLB. Như vậy nó yêu cầu chúng ta như vậy là rồi mình tới mình lót lại nhé. Như vậy là mở liquid cần BUSD chứ không phải là cần BNB các bạn ạ. KKLB. Ok, như vậy là mình cần phải mua lại rồi. Mình phải thấy cái bull này rồi. Tới mình sẽ hơi buồn cái đó. Mình thấy cái buồn này rồi mình mới mua lại được cái BUSD. Remo này, confirm luôn này. Đợi mình tí nhé. Mình sẽ mua lại con token Ok, xong rồi nè. Mình sẽ mua một lượng BUSD. Mình đợi tí nhé, xem giá nó thử bao nhiêu nhé để mình mua BUSD nhé.
Giờ mạng nó lắc ghê luôn các bạn. Một chấm năm tương đương là 11,0484. Ok. Rồi mình tới mình mua. Các bạn muốn add liquid thì các bạn cần phải có BUSD nhé. Thì các bạn nào đang có BNB thì các bạn swap sang BUSD, sau đó các bạn mua con OBA nhé. Các bạn còn mua con OBA trùng với cái là cái giá trị của nó, các bạn muốn add liquid bao nhiêu thì các bạn mua BUSD đó bấy nhiêu nhé. Hai giá trị bằng nhau. Ok. Sau khi các bạn có BUSD rồi thì các bạn sang phần liquid này nè. Các bạn chọn một phần add liquid lại này. Ở trên thì các bạn chọn là BUSD, còn ở dưới là các bạn chọn là phần con OBA nhé. Ok, thì hiện tại mình đã swap sang BUSD là 11B này. Mình sẽ ấn vào mod này này, tương đương là 1,57. Như vậy là hồi nãy là mình có 1,5 thôi. Hồi nãy mình có 1,5 thì mình sẽ điền lại là 1,5. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút submit. Sau đó các bạn ấn một confirm submit. Ok. Các bạn đợi một tí thì ở trên mạng lưới đợi nó xác nhận nha các bạn. Transaction fail là sao ta? Bị lỗi hoài các bạn. Cái mạng lưới chấm năm. Ok. Các bạn mua bao nhiêu token OBA, giá trị bao nhiêu thì trên BUSD của các bạn cũng phải có giá trị bấy nhiêu nhé. Hai cái này tương đồng với nhau nhé, 50-50 với các bạn. Thì các bạn ví dụ hồi nãy các bạn mua 1.5, các bạn mua 2 thì các bạn được lại 2. Và các bạn bắt buộc phải, các bạn phải có 14 BUSD để chúng ta mở thanh khoản nhé. Ok, mình thành công rồi. Thì sau khi các bạn mở thanh khoản xong ấy, sau khi các bạn mở thanh khoản bên sàn bên kia swap xong thì các bạn qua cái sàn OBA swap lại nhé. Thì bên cái sàn OBA swap này nó sẽ đây này, nó sẽ hiện ra cái dòng này nè đây. Thì tiếp theo đó thì chúng ta cần phải làm gì, các bạn ấn nút start này này nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút mask này này, đây này, balance đang có KKLB bull này này. Thì mình vừa mở thanh khoản bên sàn bên kia thì nó sẽ có cái phần bull bên đây thôi, nó sẽ hiện ở phần bên này nhé. Các bạn sau khi các bạn mở thanh khoản xong ấy, sau khi mở thanh khoản bên sàn bên kia swap xong rồi này, nó hiện ra cái mục này là xong rồi nè. Sau đó thì các bạn quay trở lại với cái sàn là OBA Swap. Các bạn chọn vào phần GetLB thì ở bên phần này nó sẽ hiện cái phần này remaining thôi. Sau đó các bạn start ở phần là KKLB nhé, ở phần unlock OBA KKLB. Các bạn chọn vào phần start. Đấy. Sau đó các bạn vào phần mask. Các bạn chọn vào mask với mình. Sau đó các bạn nút confirm. Ok, sau đó các bạn ấn vào nút up pro, chúng ta trả một lượng phí nhỏ nữa. Phí đậu đầu luôn các bạn. Với tầm tính là sớm giờ phải 2 đô mấy rồi. Thì sau khi các bạn ấn nút up pro xong thì để mạng lưới nó xác nhận một tí thì mình sẽ confirm thôi. Ok, mình xong rồi nè. Thì sau khi nó hiện xuất kẹt có nghĩa là các bạn xong rồi đấy. Và ở phần này đợi mình lót lại nhé. Sau khi các bạn ấn vào nút start và confirm xong ấy thì các bạn có thể lót lại trang để nó hiện ra cái thông số speed của chúng ta, có nghĩa là tốc độ đào của chúng ta ấy. Hình như mới bị lỗi nữa sao các bạn? Nó hiện lỗi sao vậy? Transition confirm mà. Ủa sao mình vừa start xong mà trên đây nó vẫn còn ta? Balance đấy. Đợi mình tí nhé. Số tiền đã mở khó, tốc độ đào đã đặt cọc này, còn lại này. Cổ phần này.
đạt tốc độ mà có tối đa. Xác nhận số dư 3,85. Đợi mình trả phí lại một lần nữa xem thử nó được không nhé, nó cộng không nhé. Hình như là cái LB cần phải là trên 7 các bạn ạ. Ok, mình start thành công rồi nè. Nếu mà nó không hiện ra cái phần tốc độ này, cái phần còn lại bên đây này các bạn. Cái phần remaining này này, nếu mà nó hiện cái con LB của các bạn á là các bạn chưa start thành công nhé. Các bạn nhấn vào phần start lại này. Thì ở phần balance này nó sẽ còn. Thì các bạn chọn vào phần mask lại, sau đó các bạn ấn nút confirm lại một lần nữa nhé, nó bị lắc ấy. Sau đó các bạn ấn vào nút xác nhận thôi. Thì sau khi xác nhận xong thì phần unlock amount này nó sẽ hiện ra đây. Có nghĩa là token của các bạn nó đang unlock dần 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 theo thời gian nhé. Và đây là tốc độ unlock của các bạn. Thì với cái tốc độ này thì khoảng là 7 đến 10 ngày các bạn. 7 đến 10 ngày thì nó sẽ mở đủ 5 token OBA này cho chúng ta. Và lúc đó thì các bạn ấn nút claim thôi nhé. Thì mà đây là cái LB mà chúng ta vừa mở thanh khoản bên bên Kaiken Swap này nè nhá. Đây là cái LB của chúng ta mở bên thanh khoản. Ok, thì sau khi các bạn đợi cho nó đủ là ở phần unlock ở mau này, các bạn đợi cho nó đủ là 5 token rồi các bạn hãy claim nhé. Thì sau khi nó đủ 5 token đấy thì các bạn ấn vào nút claim này này, các bạn claim về quỹ của các bạn. Thì sau khi các bạn claim đủ cái 5 token rồi ấy, để rút BUSD, để rút cái thanh khoản của các bạn vừa mở bên bên Kaiken Swap về lại ấy, thì các bạn chọn vào phần một unstart này này đấy, sau đó các bạn chọn vào phần mask đấy, các bạn rút cái thanh khoản của chúng ta về nhé. Các bạn ấn vào nút confirm, sau đó các bạn trả một lượng phí nhỏ chúng ta để unstart, có nghĩa là chúng ta rút stack về lại ấy. Chúng ta xóa cái thanh khoản của chúng ta đi á và rút OBA với lại và cái kia bây giờ chúng ta BUSD mà chúng ta vừa mua nhé. Sau khi các bạn ấn vào nút confirm xong ấy, sau khi các bạn unstart xong thì các bạn quay trở lại. Sau khi mình nhắc lại này, sau khi các bạn claim xong này, claim đủ 5 token xong này thì các bạn chọn vào phần unstart này này, các bạn chọn vào phần mask, các bạn rút cái LB cái thanh khoản này về nhá. Các bạn ấn nút confirm này, xác nhận trả phí là xong. Thì sau khi các bạn unstart xong thì các bạn quay trở lại với sàn Bankake Swap nhá. Thì để rút thanh khoản về thì trên sàn Bankake Swap các bạn chọn qua một là phần Live with Swap này. Đợi mình tí mình lót lại đã. Lắc quá các bạn. À nhầm. Nó không hiện. Các bạn biết vì sao ở cái bull bên ngoài Liquid mình mở bữa mà nó không hiện ở đây không? Tại vì mình vừa start rồi. Thì sau khi các bạn ấn vào nút unstart và rút thanh khoản bên cái sàn OBA Swap này về ấy, rút cái số lượng stack của chúng ta đã về này, thì bên sàn Bankake này nó sẽ hiện ra thôi nhá. Nó sẽ hiện ra cái bull ở đây và các bạn ấn vào nút remore thôi. Thì sau khi các bạn ấn vào nút remore xong thì nó sẽ trả cái số BUSD với lại là số OBA mà các bạn đã mua mà vừa add liquid ấy, trả thẳng về cho các bạn luôn nhá. Thì các bạn mua bao nhiêu thì nó trả lại các bạn bấy nhiêu thôi. Ok, thì các bạn đợi thôi, đợi nó tóc sau khi start mở thanh khoản và start xong thì các bạn đợi cho nó đủ 5 token rồi các bạn cờ lên về thôi. Nó cho cái 5 token thôi mà nó làm lằng nhằng quá các bạn, tốn phí à. Phải chi mà OBA, nếu mà OBA nó tăng giá nữa ấy, thì cũng khá là ngon, mà nếu mà nó sập giá về 2 đô nữa là thì thôi luôn các bạn. Coi như là lỗ phí luôn á. Ok, mà hy vọng thì chắc vào trong tháng 9 này nó còn bơm nữa mà các bạn. Tháng 7 đến tháng 9. Thì hy vọng thì con này nó lên 2 đô, hiện tại là 7 đô, hôm qua lên 15 đô rồi. Thì ok, thì nhưng các bạn cứ làm theo như vậy thôi. Thì cái việc đầu tiên là các bạn vào sàn OBA Swap này này. Đầu tiên thì các bạn vào sàn OBA Swap, các bạn claim 5 token nha. Các bạn claim xong thì các bạn qua sàn Bankake Swap nha. Các bạn mua một lượng là khoảng là 2 OBA thôi nha. 1.5. Các bạn mua khoảng là 1.5 đến 2 token OBA thôi nha. Các bạn ba mua bằng BU. Các bạn mua OBA, sau đó các bạn mua thêm một lượng BUSD nữa giúp mình. Các bạn mua một lượng BUSD tương đương với là 2 token OBA của các bạn vừa mua nhé.
để chúng ta mở Alivit, sau đó các bạn ấn vào phần Alivit này thôi, rồi các bạn mở thanh khoản nhé. Trên đây thì chọn, các bạn chọn là BUSD, còn ở dưới là các bạn chọn là OBA. Đấy. Rồi các bạn mua bao nhiêu OBA thì các bạn điền lại bấy nhiêu thôi, 1.5 thì tương đương là 10 đô nhé. Thì ở trên các bạn cũng phải có là BUSD, có 10 đô BUSD để chúng ta mở thanh khoản thôi. Thì bắt buộc các bạn nhớ lưu ý là giữ lại một khoản là 2 đô BNB để làm phí nha. Các bạn mà swap hết BNB là không có BNB để làm phí add limit đấy. Ok các bạn, thì sau khi các bạn mở thanh khoản bên này xong thì các bạn qua trở lại sàn OBA Swap này, các bạn ấn vào nút Start, các bạn ấn vào nút Mark, các bạn Start thôi nhá. Start xong rồi đủ, khi mà nó đủ là 5 token chỗ này này. Chỗ này nó chạy đủ 5 token thì các bạn ấn vào nút Claim, các bạn Claim về. Sau đó các bạn rút thanh khoản về ví lại của các bạn nhá. Các bạn mở thanh khoản bao nhiêu thì sau khi các bạn rút thanh khoản về này thì nó trả lại số lượng bấy nhiêu cho các bạn thôi, không mất đâu mà sợ. Thì ok, thì hiện tại thì mình xin thông báo luôn cho anh em đó là hiện tại thì con N1C1 nó đã trả về ví nhá, nó đã trả về ví cho ông ta. Thì với giá trị hiện tại bên cái bên trên bên cái kia swap thì mất rồi. Đây này, hiện tại thì mình nó đã trả cho mình rồi nè. Thì hôm qua thì giá con này là 48 đô trên một ạc các bạn. Đây là nó trả này. Thì mình nhắc lại luôn, thì cái dự án này nó trả là mỗi ngày 1.000 quý nhá, 1.000 quý thì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ trả cho 1.000 quý nhá, các bạn lưu ý nhá. Còn bạn nào mà chưa nhận được thì các bạn đợi đi. Thì hiện tại thì mình cho các bạn xem giá trên bên cái kia swap của con này luôn này. Hình như hiện tại còn có 17 đô hay sao các bạn? Hôm qua 4 mấy đô, bây giờ còn có 17 đô thôi. Buồn cười quá. Vài bữa đây còn cái nịt luôn rồi chứ còn gì nữa đâu mà ăn. 100 à. Ồ. Hồi nãy 15 đô mấy rồi ăn, bây giờ nó tăng lên 16 đô chín, xong 17 đô rồi. Thì mình đánh giá con này cũng khá là tiềm năng, các bạn cứ hold đi nhá. Tháng 7 đến tháng 9 bạn bán là vừa. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là Klarna 5 token Nova đến từ dự án OBA Swap này là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.